Anh em, đây Scrum No Shop. Mình có bình PC20 chế ga 18 và bình này có phễu hút nha. Anh em hay gọi là bình đồ chơi ha. Butake hay Kitako gì đó. Bình này còn long lanh mấy màu luôn anh em. Mấy màu luôn ha. Hai vít sáng trưng nha. Chế ga khá đẹp nha anh em. Đó, sau lưng cũng bảy màu lóng lánh luôn anh em thấy không? Tè của nó cũng bảy màu lóng lánh luôn thấy chưa? Bình siêu đẹp ha, nó còn luôn cái xin zin luôn, nó đúng hàng đồ chơi luôn anh em, à, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Trên sàn cũng rất sạch sẽ ha, đúng là vàng ươm luôn, hay vứt sáng trưng ha, còn cái giày vẫn sàn dư của nó luôn. Bình rất đẹp anh em ơi, xanh lè xanh lét luôn ha. Rồi xem chiếc ga, rồi, chiếc ga thế nào anh em, chiếc ga cực kỳ đẹp ha. Có để lâu thì nó hơi bị ố một cái quần này nè, có một cái viền nhỏ xíu nè ha, mà không sao hết đó, không trầy xước là được rồi ha, siêu đẹp luôn. Bình này bảo đảm là garanti thầm thì ha, đi 70, 90, 110 ok hết. Bình này khách mình có một anh ở Biên Hòa là anh canh đi 54 luôn nha anh em. Nó đi cũng khá là ok luôn á. Nó kim nhỏ nha, cái ga rất đẹp ha. Đó, xem hành trình cái ga là thế nào. Ok hết. Đó, trong nó làm như là hình bầu dục vậy ha, nén không khí anh em, nhỏ mà cũng công nghệ gớm ha. Đó, hình bầu dục nè ha, nén không khí á, nén hỗn hợp không khí và nhiên liệu. Rồi, coi bụng nó còn sao, nghe nói là có phễu hút xăng nha. Đây, chính xác có phễu hút xăng luôn em ơi. À, có phễu hút xăng đàng hoàng, phễu hút bếp zin, phao zin luôn em, phao zin luôn nha. Đó, trong này còn bảy màu long lanh luôn nè, thấy chưa, này là bông tu rồi nha, không có lo chạy xăng dư đâu. Rồi, cho anh em coi cái đế dưới luôn, đế bảy màu luôn nha anh em ha, đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn, quá sẽ đẹp. Sáng xăng rồi sao, sáng xăng này thì cái ron của nó, ron chỉ nó hư rồi nha, mình làm lại cái ron mới cho anh em nè, ron nhờ bảo bền luôn á ha, trong nó khá là sạch sẽ ha, ron cực kỳ bền luôn nha anh em, siết thoải mái nha. Đó, làm từ ron chỉ mâm lửa đó, mình vô tư đi, độ bền khỏi nói luôn nha. Đó, chiếc xăng cũng ổn bánh mấy màu luôn nha anh em. Đây, bảy màu nguyên con luôn ha, quá đẹp, xanh lè hết. Rồi chiếc ga, ga xuất sắc ha. Nếu thấy video này bổ ích, xin tặng một like và share. Đây là Scrum No Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.